Hiện tại trong showroom của TDE thì trưng bày rất là nhiều các sản phẩm từ thiết bị vệ sinh cho đến thiết bị nhà bếp. Và là một người phụ nữ rất là mong muốn có được những bữa cơm gia đình, cơm ngon, canh ngọt thì chắc chắn là Đan Chi không thể bỏ qua được các thiết bị về nhà bếp rồi. Và ngay bây giờ hãy cùng Đan Chi đi gặp chị Ngọc, một chuyên viên về thiết bị nhà bếp đúng không ạ? Dạ vâng, em xin chào chị ạ. Và ngày hôm nay thì mong rằng chị sẽ giúp em về những sản phẩm thiết bị nhà bếp của TDE ạ. Chị chào Đan Chi nhé. Rất là cảm ơn Đan Chi đã về thăm showroom của TDE. Vậy thì hôm nay chị sẽ giới thiệu cho Đan Chi qua về hút mùi và bếp từ của TDE. Và bây giờ mình sẽ cùng vào tìm hiểu về sản phẩm nhé. Chị muốn giới thiệu với Đan Chi về bếp từ có mã hiệu TD905. Sản phẩm này là sản phẩm cao cấp nhất ở trong dòng bếp từ của TDE. Với kính cường lực nhập khẩu này của Đức, bo viền chống va đập và chịu nhiệt rất là tốt. Có hai vùng nấu này, mặt chống trượt, bảng điều khiển dễ sử dụng. Và bếp thì có sử dụng công nghệ inverter để tiết kiệm tiêu thụ đến 38% điện năng, và có sử dụng công nghệ eco green để tiết kiệm nhiên liệu. Dạ vâng ạ, mua bếp rồi thì chắc chắn là phải có hút mùi đúng không chị? Và em thấy là ngay trên đây là chúng ta đã có một máy hút mùi đây rồi. Đúng rồi, đây là một chiếc hút mùi mã mới về của TDE luôn, sử dụng công nghệ mới này. Em nhìn thấy có 3 chức năng điều khiển này, các tốc độ gió đúng không ạ? Dạ vâng ạ, và chị Ngọc còn giới thiệu là với sản phẩm này còn có cảm biến nữa quý vị ạ. Bây giờ chúng ta giơ tay lại này đó, và ở đây thì hoàn toàn rất là dễ để mọi người có thể sử dụng được với những ký hiệu vô cùng rõ ràng, và kể cả người cao tuổi khi mà sử dụng bếp của chúng ta thì cũng có thể là sử dụng được những chiếc máy hút mùi như thế này. Và ở đây thì em Chi đang thấy là có rất là nhiều những sản phẩm bếp từ khác đúng không chị Ngọc? Chị Ngọc có thể dẫn em đi xem một vài mẫu sản phẩm bếp từ khác được không ạ? Chị sẽ giới thiệu thêm cho Chi về thêm một vài mã bếp từ và một vài mẫu hút mùi nữa nhé. Thì ở đây có mã bếp từ TD903 này. Đấy. Bếp từ sử dụng công nghệ inverter tiết kiệm điện này. Hai vùng nấu. Cũng có cả vùng nhiệt độ nữa này, mức nhiệt độ này và các phím bấm đúng không ạ? Đó, rất là rõ ràng và dễ dàng sử dụng nữa. Chị Ngọc ơi, em thấy ở đây là có một chiếc máy hút mùi rất là lạ đúng không ạ? Chị có thể giới thiệu cho em mẫu này được không? Đúng rồi, đây là mã hút mùi 888 của TDE. Bây giờ chị sẽ sử dụng qua để cho Chi biết về chức năng của hút mùi nhé. Hút mùi này nó là hút mùi cảm biến này. Giống như mã lúc đầu em xem ấy, nhưng mà cái này nó sẽ khác cái mẫu lúc đầu là về dáng này. Đây là chế độ nhẹ nhất của hút này. Khi mà mình muốn tăng nó hút lên này. Vậy thì làm sao mà để tắt đi được hả chị? Thì mình chỉ cần vẫy tay ngược quay lại. Đấy. Là hút nó sẽ tự tắt. Wow, và em cảm thấy là đây là một mẫu rất là tiện cho gia đình đó chị. Bởi vì là khi mà chúng ta đang nấu ăn chẳng hạn, đó thì tay chúng ta có thể là dính thức ăn này, và chúng ta có thể sử dụng mỗi cảm biến như này thôi là đã có thể sử dụng được chiếc máy hút mùi rồi. Và thêm một cái điểm nữa mà em thấy ở đây, có nghĩa là mẫu máy hút mùi này chúng ta sẽ là không phải là mẫu ngang, mà chúng ta sẽ hơi vát một xíu. Thế thì nếu như mà trong những căn bếp của chúng ta mà diện tích không có nhiều thì đây sẽ là một mẫu mà em nghĩ sẽ là không chiếm diện tích trong căn phòng của mình đúng không ạ? Đúng rồi. Chị cũng muốn giới thiệu thêm với chị một chút về qua về chậu rửa bát của bên chị nhé. Wow, với mẫu chậu rửa bát này thì trông khá là lạ, bởi vì là bình thường thì em Chi có thấy là đối với những mẫu chậu rửa bát ở trên thị trường thì em Chi có thấy là thiết kế hai hố để hai bên mình có thể rửa. Tuy nhiên là với mẫu này của TDE thì em thấy hơi lạ đúng không chị? Bởi vì chúng ta chỉ có một hố thôi. Đúng rồi. Chị sẽ giới thiệu qua cho Chi về mẫu chậu rửa bát một hố 7848 của bên chị nhé. Thì thường thì trước đây các mẫu rửa chậu rửa bát thì đều làm hai hố. Và như thế thì chúng ta có thể không tối ưu được cái diện tích để sử dụng ấy. Thì khi mà đây TDE đã cải thiện về bây giờ về các mẫu chậu một hố này, vừa tối ưu các sử dụng này. Đấy. Và phần thoát rất là to. Rộng này. Có thoát tràn này, ba nút chờ để lắp vòi này. Lắp vòi rửa bát. Vòi nước sạch. Hoặc là mình có thể lắp bình nước rửa bát vào đây này. Thiết kế thêm phần giá đỡ. Cái giá này là mình có thể để những cái đồ để rửa, ví dụ như kiểu là rổ rửa bát này, cọ xoong nồi này và chai rổng rửa bát. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Đúng. Và em có thấy ở đây là có kèm thêm cho chúng ta một chiếc chậu nữa. Đúng rồi.
kèm thêm này, một chậu nhỏ để rửa hoa quả, một thớt. Đây là thớt đi kèm nhưng mà em cảm thấy là rất là phù hợp khi mà chúng ta vừa mới sơ chế sản phẩm xong, sau đó chúng ta để gạt luôn ở đây, rất là tiện đúng không chị? Ngoài mẫu chậu một hố này ra thì chị còn muốn giới thiệu với anh chị một mẫu chậu một hố, đó là hàng thiết kế độc quyền của Teddy nhá. Đây em theo nhìn thấy mẫu chậu một hố này, kích thước của nó rất là lớn này. Em thấy là mẫu này có rất là nhiều những cái điểm đặc biệt nha. Ví dụ như là chúng ta có một cái phần tấm lưới dọc ở đây, và bên này thì chúng ta có rất là nhiều những cái ô nhỏ mà em không biết gọi tên nó là gì. À, cái phần lưới này ấy, thì nó sẽ là đồ để mình để đồ ướt lên để cho nó ráo khô này đấy. Còn chậu thì vẫn có siphon và thoát tràn như những mẫu khác. Dạ vâng ạ, rất là tiện và chỉ một chiếc chậu rửa bát thôi đúng không chị, mà có thể thay gần như là mọi sản phẩm ở trong phòng bếp của chúng ta rồi. Ví dụ như là khay để dao này, ví dụ như là khay để thìa, để đũa, để muôi đúng không chị? Đó, và ngoài ra thì chúng ta còn có thể để đồ lên đây và thoát nước rất là dễ dàng. Kể cả những gia đình nào mà chúng ta kỹ tính nhất về việc rửa bát này, ăn uống này thì chúng ta cũng rất sẽ phải hài lòng về sản phẩm này. Đúng rồi. Sau khi tham quan tất cả những sản phẩm chị đã giới thiệu với Chi, thì Chi có cảm nhận như thế nào về sản phẩm hút mùi bếp từ và chậu rửa bát của Teddy nhỉ? Thực ra là em rất là thích những sản phẩm này vì ở nhà thì em thường hay là nấu ăn này, dọn dẹp một mình này, nên đây sẽ là những cái sản phẩm mà em rất là thích và rất là quan tâm đến chị ạ. Nhưng mà em có một câu hỏi là về các sản phẩm của bên mình, khi mà các khách hàng, thứ nhất là chúng ta muốn mua sản phẩm này thì chúng ta sẽ đến showroom ở đâu, và chế độ bảo hành của bên mình thì sẽ là như thế nào? Với những khách ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp ở các showroom ở trên Hà Nội, vì bên Teddy có trên hệ thống đại lý trên cả nước, thì bên chị sẽ có các đại lý ở trên các tỉnh để khách có thể đến xem địa vị trí gần nhất của khách có thể. Và với chế độ bảo hành của bếp, hút cũng như là chậu rửa bát thì bên chị đều có chế độ bảo hành là 3 năm để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Và khách hàng có thể chủ động check thời gian bảo hành của sản phẩm mình mua tại website, rất tiện lợi và dễ sử dụng. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Ngọc với những thông tin rất là hữu ích vừa rồi ạ. Và quý khách, chúng ta yên tâm khi mà chúng ta đến với Teddy ạ. Bởi vì các sản phẩm của Teddy cũng như là các showroom của Teddy thì có mặt trên toàn quốc. Và quý khách, chúng ta có thể hoàn toàn search địa chỉ ở trên fanpage, trên website, và sau đó chúng ta đến các showroom để có thể được trải nghiệm các sản phẩm và được các bạn nhân viên chăm sóc này tư vấn rất là nhiệt tình nhé.